Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2021. Đây là một cái video chúc mừng sinh nhật một người bạn tên là Mai. Và nó được lưu trên một blockchain. Đoạn ghi âm này. Và mình là Sơn. Chúng ta là những người bạn vô tình biết nhau trên cái thế giới này. Và là nó ngẫu nhiên. Chưa có một cái mô hình tính toán nào có thể dự đoán được điều này, dự đoán được cái sự mà chúng ta biết nhau ở trên cái thế giới này. Chúng ta giống như những cái hạt chuyển động xung quanh một cái nhân của một nguyên tử. Và quỹ đạo của mỗi người là khác nhau. Ở một thời điểm nào đó chúng ta có chung một cái mức năng lượng, cùng một vận tốc và cùng một quỹ đạo. Nó khiến chúng ta có thể nhìn và hiểu một số những cái vấn đề của nhau trong ngắn hạn. Nếu mà có chú ấy thì chắc chắn là ông ta là một người rất là giỏi đánh bạc, hoặc cũng có thể là một thiên tài toán học. Nhưng mà dù sao thì cũng rất là cảm ơn ông ta vì đã cho hai phương trình có nghiệm tại một thời điểm. Cuối cùng thì chả biết nói gì, chỉ biết chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng cái chuỗi ADN mà đã tạo lên bạn Mai. Rất vui được quen biết, được nói chuyện và được làm việc cùng nhau trong một cái mức năng lượng, một cái vận tốc, và cùng chung một đoạn quỹ đạo, cùng tuân theo một cái mô hình tính toán chưa được tìm ra trong một thời điểm. Chúc mừng sinh nhật.